Thưa quý vị, với những tín hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, khi mà các địa phương trên cả nước đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan cũng như nghỉ dưỡng để đón chào năm mới, ngành du lịch Việt Nam đặt ra kỳ vọng sẽ có một năm 2024 bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là bùng nổ thu hút du khách quốc tế. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, các địa phương trên cả nước đã đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đa dạng được tổ chức đã thu hút khách du lịch, tạo nên những món ăn tinh thần phong phú cho người dân các địa phương chào đón năm mới. Các hoạt động và sự kiện du lịch diễn ra sôi động trong cả nước tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi cả hoạt động du lịch nội địa và quốc tế trong năm tới. Hệ thống sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, đa dạng, tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cho nền du lịch Việt Nam. Các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch tăng cường liên kết triển khai các hoạt động quảng bá và kích cầu du lịch để có thể có được những kết quả này thời gian qua cục du lịch quốc gia việt nam đã nỗ lực vượt khó triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên nhiều lĩnh vực tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách tăng cường công tác quản lý nhà nước thúc đẩy các hoạt động quản lý lữ hành cơ sở lưu trú du lịch hướng dẫn viên khu điểm du lịch truyền thông xúc tiến quảng bá chuyển đổi số qua đó toàn ngành cùng đẩy nhanh tốc độ phục hồi theo phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hà Văn Siêu, với những thành tựu đạt được, ngành du lịch Việt Nam vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín với 19 giải thưởng hàng đầu thế giới và 54 giải thưởng hàng đầu châu Á do tổ chức giải thưởng du lịch thế giới WTA trao tặng. Với sự phục hồi của hoạt động du lịch, các doanh nghiệp lữ hành quay trở lại thị trường và đăng ký mới tăng mạnh, số lượng hướng dẫn viên doanh nhập thị trường lao động cũng tăng thêm, cũng như có nhiều cơ sở lưu trú du lịch cao cấp 4 đến 5 sao được đưa vào hoạt động.